Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh channel Phụ kiện Giấy Sinh. Và tiếp nối với những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 LED, thì hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn là một mẫu sản phẩm ốp lưng mới đến từ thương hiệu Bezos, sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 LED. Và chiếc ốp lưng này, phần bề ngoài được ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và mã chip để mình phân biệt được hàng chính hãng. Và hiện tại thì shop có hai màu xanh và màu hồng. Mình sẽ gọi chiếc màu xanh ra để giới thiệu chi tiết chiếc ốp lưng đến với các bạn. Đây các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ốp lưng. Và phần bề ngoài của chiếc ốp lưng được làm bằng nhựa cứng, nên là khi bảo vệ chiếc điện thoại của mình rất là tốt. Và màu sắc làm rất là đẹp các bạn. Khi mình ốp chiếc điện thoại của mình lên sẽ tạo một vẻ đẹp mới cho chiếc điện thoại của mình. Và với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy, như là âm lượng nút nguồn, chuôi sạc cho tai nghe, camera, rất là phù hợp với máy. Và với thiết kế khung sườn và các khía cạnh, đặc biệt là bốn góc ôm sát chiếc điện thoại của mình, sẽ bảo vệ chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy. Một sản phẩm vô cùng tuyệt vời dành cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 LED. Và mình xin phép được gọi chiếc màu hồng ra để giới thiệu với các bạn. Đây các bạn, và mình xin phép được giới thiệu lại với các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc ốp lưng đến từ thương hiệu Bezos, sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 LED. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này, thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụkienvesinh.com hoặc số điện thoại 0942 385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Giấy Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.